khi thông tư 25 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có hiệu lực, trong đó loại trứng gia cầm ra khỏi danh mục kiểm dịch thú y, không ít người tiêu dùng lo ngại chất lượng trứng bị thả nổi. Còn với những doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền hiện đại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng gặp khó khăn khi cạnh tranh với hàng gia cầm trôi nổi trên thị trường. Cảnh mua bán chớp nhoáng này được ghi nhận tại chợ Bình Tiên, quận 6, cũng như đang diễn ra ở tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Người mua không quan tâm trứng có được kiểm dịch hay không, có nguồn gốc từ trang trại nào, miễn việc mua bán thuận lợi nhanh chóng. Khi phóng viên hỏi một số người tiêu dùng về quy định mới đã loại trứng gia cầm ra khỏi danh mục kiểm dịch, thì cả người biết lẫn người không biết đều không mấy quan tâm. Con không biết gì đó, mua lại về ăn à. Thì cũng nghe người ta lo lắng đó, nhưng mà mình thấy cũng kệ đi. Ta sống được, mình sống được à, không có rảnh đi siêu thị. Trứng gia cầm là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng thông dụng trong bữa ăn mỗi gia đình. Bên cạnh một số người tiêu dùng còn xòe xòa, ít quan tâm tới chất lượng trứng với thói quen mua nhanh, mua đại các loại trứng không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ được bán ở các chợ, thì vẫn có rất nhiều người tiêu dùng lo lắng về chất lượng và sự an toàn thực phẩm của trứng sau khi đã bỏ kiểm dịch. Giờ thì người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn với cả những loại trứng được quảng bá, trứng gia cầm sạch, có thương hiệu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng bởi không còn kiểm dịch. Trứng hoặc những sản phẩm khác mà không có qua kiểm dịch đó mà đưa ra thẳng ra thị trường thì rất là có hại cho người tiêu dùng. Tại vì người ta không có biết rõ nguồn gốc, xuất xứ từ đâu. Lựa những cái loại trứng mà có thương hiệu, có hộp đóng đàng hoàng. Còn như ở chợ thì có lúc người ta bán đại trà, bán trong cái vỏ còn xé này kia, không có thương hiệu thì chúng tôi hoàn toàn không mua. Nhà nước không có vào cuộc để kiểm dịch thì chúng tôi sẽ không an tâm. Đồng ý là không kiểm dịch. Nhưng mà trứng không có thương hiệu thì mình nên xử lý, tức là không kiểm dịch, nhưng mà để có gì là cái công ty nào nó bán trứng nó có trách nhiệm chứ, rồi để tràn lan rồi không ai trách nhiệm hết. Người tiêu dùng lo ngại về chất lượng, còn với nhiều doanh nghiệp lại là nỗi lo về cạnh tranh. Với những cơ sở đã đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại xử lý diệt khuẩn trứng gia cầm hợp chuẩn, vẫn rất khó cạnh tranh về giá cả với hàng chợ. Mặt khác, việc không còn kiểm dịch cũng khiến nhiều cơ sở xem nhẹ khâu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mình đã xây dựng một cái kinh doanh về trứng gia cầm đi đến hiện đại văn minh. Thì hàng có nhãn mác đóng trong hộp đồ để mà diệt khuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì nghe cái lệnh bỏ thì tiểu thương lại nhếch nhác bùng phát. Cũng như bây giờ tất cả các chợ đều đổ có đóng ra để bán, không biết kiểm dịch. Rồi cái thứ hai nữa là hàng hư, hàng trôi nổi rất là nhiều. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa cái sản phẩm chuỗi trứng nâng cao về cái sản lượng, mở rộng thêm các cái địa bàn cung ứng. Trước đây thì chúng ta chủ yếu là Long An, chủ yếu là ở Đồng Nai, Bình Dương, thì chúng ta sẽ mở rộng thêm ở các cái vùng miền Tây và miền Trung để làm sao có cái nguồn sạch, cung trứng sạch để cung ứng. Hiện nay, các sản phẩm trứng gia cầm trong chuỗi mới chỉ chiếm chưa được 10% tổng sản lượng tiêu thụ trứng của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đồng nghĩa với việc còn rất nhiều người tiêu dùng phải sử dụng trứng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Mặc dù ngành chức năng đã rất nỗ lực trong việc kiểm soát nguồn trứng, nhưng với những diễn biến phức tạp về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì những băn khoăn lo ngại của người tiêu dùng và doanh nghiệp là có cơ sở, đáng để ngành chức năng xem xét trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng trứng gia cầm, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Để bảo tồn các giá trị nguyên bản, các công trình kiến trúc cổ đòi hỏi những người sử dụng, quản lý phải am hiểu và tránh tối thiểu sự tác động không đáng có vào các công trình này. Thế nhưng thực tế không phải công trình nào cũng được bảo tồn nguyên vẹn và sử dụng hợp lý.